Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc và người Việt Nam cầm đầu, thu giữ tổng cộng 1,1 tấn ma túy các loại. Trước đó vào trưa ngày 12 tháng 4, công an thành phố phát hiện 3 xe ô tô, trong đó có một xe tải nhiều dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn quận 5 nên tiến hành kiểm tra. Khám xét xe tải, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 60 loa kéo tay, bên trong chứa 606 kg ma túy loại methamphetamine. Cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng nam người Đài Loan và tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này, bắt giữ thêm một đối tượng người Việt Nam, đồng thời thu hơn 500 kg ma túy nữa. Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.